Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên Châu, Sơn La. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 207. Toàn văn của tác phẩm như sau. Bác và đồng chí bộ trưởng lên thăm bộ đội, cán bộ, thăm đồng bào đã có công, có thành tích trong kháng chiến, thăm các cháu thanh niên và nhi đồng. Đảng, chính phủ và bác rất vui lòng khen ngợi đồng bào trong nhà trong kháng chiến đã tổ chức du kích đánh Tây rất tốt, đã giúp đỡ bộ đội, cán bộ đánh Tây, thế là tốt. Đặc biệt đồng bào vùng cao sinh hoạt gian khổ, trong kháng chiến rất anh dũng, Đảng và chính phủ tỏ lời khen. Từ ngày hòa bình lập lại, đồng bào, cán bộ, bộ đội đoàn kết rất tốt, giúp đỡ nhau tăng gia sản xuất, học bình dân, như thế là tốt. Bây giờ bác có mấy lời dặn dò đồng bào như sau. Khi trước đồng bào bị Tây áp bức, bây giờ không còn Tây nữa. Khi trước nhân dân không có ruộng, bây giờ nhờ có Đảng và chính phủ, nhân dân tự đấu tranh có ruộng. Như thế là đời sống của đồng bào đã có phần sung sướng. Nhưng muốn sung sướng hơn, phải làm thế nào? Phải sản xuất cho tốt. Ví dụ, khi trước cấy một mẫu được 100 gánh, bây giờ đồng bào phải cố được 150, 200 gánh. Muốn như thế, phải làm thế nào? Phải cải tiến kỹ thuật. Phải cải tiến kỹ thuật là đúng. Nhưng có việc phải làm trước hết là phải tổ chức tổ đội công thật tốt, rồi tiến lên hợp tác xã thật tốt. Mỗi một người phải coi tổ đội công hợp tác xã như nhà mình. Phải làm lợi cho tổ đội công trước, lợi cho mình sau. Như thế mới là tốt. Ví dụ, cái nhà hợp tác xã dột, nhà của mình cũng dột, thì phải làm nhà cho hợp tác xã trước. Cán bộ đổi công, hợp tác xã phải công bằng, dân chủ và gương mẫu. Ví dụ, làm thì cán bộ xung phong, làm việc khó. Khi thu hoạch, chia hoa lời thì để cho xã viên lấy trước, cán bộ lấy sau. Không nên lấy trước, thế mới tốt. Bác được biết ở đây nhiều chỗ ruộng thiếu nước. Nếu có đủ nước làm được hai mùa, thiếu nước chỉ làm được một mùa thôi. Làm thế nào cho có nước? Mỗi năm mưa xuống rất nhiều nước. Khi mưa xuống, nước nhiều bị ngập. Khi nắng lên thì lại bị cạn. Muốn làm cho được hai mùa, phải giữ nước. Muốn giữ nước phải làm thủy lợi. Đồng bào có nghe thấy đồng bào Điện Biên làm thủy lợi không? Đồng bào Điện Biên làm thủy lợi rất tốt, mà đồng bào tự làm lấy. Đồng bào Điện Biên làm được thì đồng bào Yên Châu cũng làm được. Muốn làm được như Điện Biên phải có tổ đội công, phải có hợp tác xã. Ví dụ, đào một cái mương dài một cây số, một gia đình không làm được, hai nhà cũng không đào được. 20 nhà, 40 nhà tổ chức nhau lại mới làm được. Có đúng thế không? Vì vậy đồng bào phải tổ chức nhau lại làm tổ đội công, hợp tác xã. Đồng bào phải tổ chức tổ đội công cho tốt, hợp tác xã cho tốt, làm mương phai tốt để có nhiều nước làm được hai mùa. Chúng ta có mương phai, có nước rồi, lúa có tốt không? Người ta chỉ uống nước thôi mà không ăn cơm, có sống được không? Lúa chỉ có nước, không có ăn cũng không tốt. Ngô, lúa, khoai, sắn, mía, nó ăn gì? Nó ăn phân. Lúa ăn phân nhiều, lúa càng tốt. Ví dụ, ở đây bây giờ một mẫu chỉ được 100 gánh vì ít phân. Ở dưới xuôi có tổ đội công, hợp tác xã,
nhiều nơi đã thu hoạch hơn thế nhiều vì có nhiều phân. Cần phải có nhiều phân. Muốn làm phân nhiều, nhưng từng nhà, mỗi nhà làm một đống có tốt không? Không. Ví dụ, mỗi nhà làm một đống phân hao tốn nhiều. Hợp tác xã làm lên một đống phân ở gần ruộng không hao tốn. Vì vậy, muốn làm phân phai tốt, phân nhiều, phải tổ chức tổ đổi công, hợp tác xã cho tốt. Đồng bào ở đây cày cuốc quen, làm lối cũ từ những đời trước. Làm như thế rất tốn công mà không tốt. Bác đã đi qua thấy phụ nữ lấy cây tre trọc đất để dòng lúa nương. Như thế rất tốn công mà không tốt. Muốn cho lúa, ngô, khoai, sắn tốt, phải cày xong bừa kỹ. Ở đây bác thấy cái cày, cái cuốc bé tẹo thế này không thể cày sâu được. Ở các nước anh em như Liên Xô, cày bằng máy hết. Bây giờ ta chưa có máy, nhưng sau này ta sẽ có. Có khi độ 5 năm, 10 năm nữa mới có. Trong thời gian đó cần phải cải tiến kỹ thuật. Không thể cứ làm theo lối cũ để ngồi chờ 5 năm, 10 năm được. Muốn cải tiến phải tổ chức tổ đội công, hợp tác xã, từng nhà riêng không làm được. Đồng bào đã biết tổ đội công, hợp tác xã là tốt. Vậy phải có quyết tâm làm tổ đội công, hợp tác xã. Tổ chức tổ đội công, hợp tác xã là phải tự nguyện, nghĩa là tuyên truyền giải thích. Ai muốn vào thì vào, không phải nắm cổ kéo người ta vào. Ví dụ, mấy gia đình này vào hợp tác xã, tổ đội công, thu hoạch 200 gánh. Mấy nhà kia làm riêng lẻ, thu hoạch 100 gánh thôi. Như thế những nhà làm riêng lẻ sẽ muốn xin vào. Như thế để người ta tự xin vào. Người ta thấy tổ đội công, hợp tác xã làm tốt, người ta sẽ tự xin vào, không phải nắm cổ người ta kéo vào. Một điều nữa, bác đi qua nhiều nơi thấy rừng bị phá rất nhiều. Những cây gỗ to, cao, chặt để đốt hay để cho nó mục nát. Không khác gì đồng bào tự mình đem tiền bạc của mình bỏ xuống sông. Có đúng không? Sau này đường xá tốt, bến sông làm tốt, đưa gỗ ấy về xuôi bán hay bán ra nước ngoài, đó là của đồng bào đấy. Chừng 150 cây gỗ hay 200 cây gỗ chúng ta đưa ra nước ngoài bán, đổi được máy cày, cày được cả vùng này. Đồng bào có nên giữ gìn rừng, giữ gìn gỗ không? Có nên đốt bừa đi không? Phải giữ gìn rừng cho tốt. 5 năm, 10 năm nữa, rừng là vàng là bạc, là máy móc cả. Đồng bào trong nhà kháng chiến anh dũng. Bây giờ hòa bình rồi, cũng phải anh dũng. Anh dũng là anh dũng mọi mặt. Trong kháng chiến, anh dũng giết Tây đủ giặc. Bây giờ anh dũng sản xuất, xóa nạn mù chữ. Về bình dân học vụ ở miền Bắc, nhiều xã, nhiều thị trấn đã xóa xong nạn mù chữ. Nhưng trong nhà chưa xóa xong nạn mù chữ. Như thế là còn kém, đúng không? Đúng thế không? Bây giờ phải cố gắng. Hết năm nay nữa, năm sau phải xóa cho xong nạn mù chữ. Đối với công việc này, thanh niên và nhi đồng phải góp nhiều vào đấy. Đối với những xã, những châu đã xóa xong nạn mù chữ, chính phủ có thưởng quân chương. Đồng bào ở đây có muốn được thưởng quân chương không?